Ngày 26 tháng 3, tại trường mầm non Hoàng Quế, các trường mầm non khu vực 5 gồm các trường mầm non Yên Thọ, mầm non Hoàng Quế, mầm non Yên Đức, mầm non Hồng Thái Đông và mầm non Hồng Thái Tây tổ chức chuyên đề các cụm mô hình học tập trải nghiệm toán cho trẻ mầm non theo quan điểm của David Cole. Tới dự chuyên đề có đồng chí Vũ Thị Thanh Hường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã. Tham dự chuyên đề, các đại biểu dự 6 hoạt động giáo dục học tập trải nghiệm toán cho trẻ ở các độ tuổi mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi. Các hoạt động giáo dục được thiết kế đảm bảo các tiêu chí về tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ theo mô hình trải nghiệm của David Cole. Trẻ được tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm, hình thành biểu tượng về toán, ôn luyện kỹ năng, mang lại sự hứng thú say mê cho trẻ trong quá trình tham gia. Các hoạt động được tổ chức góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tò mò, ham học hỏi của trẻ, giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng tốt để xử lý các tình huống. Các trường mầm non khu vực 5 đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp và xây dựng kế hoạch tổ chức mô hình học tập trải nghiệm toán cho trẻ mầm non theo quan điểm của David Cole năm học 2023-2024. Năm 1984, dựa trên lý thuyết học tập trải nghiệm của mình, David Cole đã công bố mô hình học tập trải nghiệm theo chu trình học 4 bước, trải nghiệm phản ánh về trải nghiệm, hình thành khái niệm và thử nghiệm. Đến năm học 2022-2023, mô hình này được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức đưa vào giáo trình, bồi dưỡng hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mô hình học tập trải nghiệm toán cho trẻ mầm non theo quan điểm của David Cole là một trong mô hình mới. Mô hình trải nghiệm này phát huy được tính chủ động sáng tạo của trẻ trong việc học toán, đem lại những hiệu quả cao bởi trong đó kiến thức được tạo ra thông qua việc chuyển đổi kinh nghiệm. Thông qua chuyên đề nhằm chứng minh tính khả thi của việc vận dụng mô hình học tập trải nghiệm toán cho trẻ mầm non theo quan điểm của David Cole, giúp các trường mầm non, đội ngũ giáo viên mầm non vận dụng quy trình trải nghiệm của David Cole để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non.